Quá đã lắm người, kêu không? Con người làm nước mắm huyền thoại, siêu cay luôn. Đây, nước mắm huyền thoại là từ muối tôm nhĩ. Hồi xưa ta có muối trắng thôi, nay là muối tôm nhĩ luôn cho sang luôn mọi người. Đó, bây giờ sẽ cho nước lạnh vào nha mọi người nha. Hồi xưa thì ta lấy nước lạnh này mọi người. Sẽ cho ớt bột. Wow, ơi, cay lắm á, vừa thôi, tét lưỡi. Wow, lố rồi đó. Thôi, bỏ muối tôm vào thôi. Tôm nhĩ mọi người. Muối tôm nhĩ này là mình làm tất cả luôn mọi người. Món nhiều món lắm, mọi người chưa biết cách sử dụng thôi. Đó là mọi người cho cái ớt bột Hàn Quốc vào mọi người. Mọi người cho bột ngọt, đường vào mọi người. Quan trọng lắm ở đây. Đó. Đó mọi người. Sau đó thì mọi người cho chanh vào thôi. Chanh này 2 quả trái mọi người. Chua chua đã. Wow. Chấm ngon mọi người. Chấm ốc bô đen mọi người. Mọi người nha. Ngon quá mọi người. Mắm ngon quá. Mối tôm nhĩ này làm nước chấm ngon lắm á. Nói chung là mối tôm nhĩ này làm tất cả nước chấm đều ngon mọi người ha. Quá đã luôn. Ốc bô đen ngon mọi người. Wow. Nè. Wow, chấm hạt. Quá ngon. Quá đã. Wow. Ngon quá. Wow, nước chấm này ngon quá trời ngon luôn á. Cay. Mới tôm nhĩ mọi người, mọi người làm tất cả nước chấm mọi người nha. Chấm ớt, chấm cốc, chấm xoài, chấm ổi không á mọi người. Là người ta chanh vào mình ăn rất là ngon luôn á. Nước mới tôm nhĩ này mọi người chưa biết cách sử dụng đâu. Mới ngon, tại vì ngon ngon ấy, ngon mà.